Ủa, mày làm gì ở đây Hùng? À, tao bị rớt cái đồng hồ dưới đây nè. Rớt cái đồng hồ làm gì mà mày lén 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 lút vậy? À, đâu có gì đâu. Mà rớt ở đâu? Tao lỡ làm rớt dưới cái hồ này nè. À, tiếc quá tao mới uống nước no xong. Uống nước? Uống nước liên quan mẹ gì trong cuộc tình này? Tao tính là xuống húp hết cái hồ cho mày dễ tìm mà. Thằng khùng này, giỡn hoài. Tao chọc tao vui á, nhưng mà mày có tìm được không vậy? Tao tìm nãy giờ mà không thấy nè. Không có thì bỏ đi chứ tìm dữ vậy. Mà bị điên hả? Cái đồng hồ này tao mới ăn trộm tiền mẹ tao mua mà. Alo, nhớ rớt ở đây mà ta. Mày không tìm phụ tao đi chứ mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Cô Hải mẹ thằng Hùng đấy à? Vâng, cháu bạn thằng Hùng đây ạ. Vâng, thằng Hùng mới ăn trộm tiền cô đi mua đồng hồ rồi ạ. Cô đến ngay cô nhé. Vâng. Ủa? Mày đi đâu mới về mà sao ôm cái tay vậy? À, tao mới đi tiêm vaccine về nè. Đau quá. À, từ từ rồi nó cũng hết thôi. À, nhưng mà tao có một tin nè. Con bồ mày mới nãy đi với thằng nào á? Mày nói có thật không? Chính xác là nó luôn á. Tao nhìn thấy mà. Mày về mày nhắn tin mày hỏi nó là mày biết liền à. Ủa, tôi nghe nói là con thằng con trai nhà ông sắp lấy vợ hả? Ủa, sao biết vậy? Thì tôi nghe mấy bà ngoài chợ nói chứ đâu. Đúng là mấy cái bà nhiều chuyện thiệt cái chứ. Ủa rồi ông tính mời bao nhiêu người vậy? Nhà tôi đại gia, mời hết cái làng này. Mời hết cái làng này. Chưa hết nha. Tôi á, mời trên thành phố xuống nữa. 1.000 người. 1.000 người. Trời ơi, tiền cũng điếu nhiều lắm á. Ừ, chứ sao nữa. Mà cái gì? Alo, tiền đám cưới nhiều lắm á. Nói năng cho đàng hoàng một chút. Mà thằng con trai của ông nó quen con nhỏ kia lâu chưa? Thì tôi nghe đâu nó bảo là nó quen được 3 năm á. 3 năm? Quen từ đó đến giờ chưa bỏ luôn. Ý ông là sao? À không, ý tôi là được á. Chả là được rồi đó. Nè ông chín thúi. Bởi vậy cả cái làng này nói ông là thằng chín vô duyên, không có một chút gì sai đó. Nãy giờ bước vô nhà nói chuyện toàn nói chuyện vô duyên thôi. Bởi vậy cả cái làng này không ai hiểu tôi cả. Tôi nói nó hơi vô duyên chút, nhưng mà tôi nói toàn sự thật thôi. Anh em mình sống với nhau bằng cái tình. Đối xử tốt với tôi một chút đi. Muốn chết quả thăm nhang giò. Bố ơi, bố kể chuyện tại sao ngày xưa mà bố tái được mẹ đi. Mày muốn nghe câu chuyện ly kỳ của bố mày lắm hả? Có chứ bố, con nghĩ là nó hấp dẫn lắm á. Thôi được rồi, mày nghe xong thì đừng có khóc đó. Chắc là câu chuyện hấp dẫn lắm đây. Thì hồi xưa, bố với lại thằng bạn thân đều thích mẹ mày. Nhưng mà khổ nỗi là mẹ mày thích thằng bạn thân chứ không thích bố. Bởi vì đơn giản là khoai to không lo chết đói. Bố mày củ chuối quá nên không có đủ đô. Rồi thì nó chơi chán rồi thì nó bỏ mẹ mày thôi. Mà mẹ mày lại tìm đến tao. Mà tao thì đang thích mẹ mày nữa cho nên là tao cưới luôn cho nó nóng. Ủa, vậy con là... đúng rồi đó, mày là con mẹ mày với lại thằng bạn thân tao chứ đâu phải con tao đâu. Thôi, cuộc sống mà. Mình vẫn là bố con phải không bố? Biến mày! Bây giờ mày nằm đây thì thằng nào mày tắt điện? Ai biết? Tao là tao không có tắt đâu đó. Em cũng không có tắt điện đâu đó. Để thử xem thằng nào ngủ được. Ok, thích thì chiều thôi. Thế méo nào mà nó vẫn ngủ được ta? Khi bố tôi nói chuyện vui. Mang nó. Hải ơi. Dạ. Mang nó. Đúng rồi. Hải ơi. Dạ, đợi xíu. Mày có tin tao vô tao đập nát cái điện thoại mày không? Em có mặt đây rồi sếp. Tao nói một lần mà mày không nghe à. Bây giờ mày ra ngoài quán nhà ông Tư mua giùm bố một ly cà phê Arabica đường đen nâu Hàn Quốc, pha chế theo kiểu Ý, với lại một ly cà phê cappuccino ít đường ít sữa nhưng mà lại xăm hình con đại bàng. Quán ông Tư hả bố? Đúng rồi. Ủa, ông Tư ông bán cà phê lề đường mà bố? Thì làm gì mà có cái cà phê gì mà Alibaba hay là pha chế kiểu Ý rồi là đường nâu gì đấy à? Bố mày nói vậy cho vui thôi chứ ra mua là 2 ly cà phê đen là được rồi. Vui vui vui.
Ui. 10 điểm, bố 10 điểm. Aru. Có ai như vậy chưa? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ai à, cầm sách đau tay quá. Ủa ba. Đang học bài con? Dạ con đang học bài nè ba. Dạo này có vẻ chăm chỉ nha. Dạ tại vì là hè về rồi á, cho nên là thầy cô hay giao nhiều bài tập lắm, cho nên là con mới học vậy á. À thì ra là vậy. Vậy là mới nãy giờ ngồi 2 tiếng đồng hồ học luôn hả con? Dạ đâu ba, con ngồi từ lúc 2 giờ chiều mà bây giờ là 6 giờ rồi, thì gần 4 tiếng đồng hồ rồi. Chù chà, tội nghiệp dữ ha. Cũng quay lại sau con coi thấy gì không? Ủa có gì đâu ba? Nhìn lên trên đó con.